Tại Việt Nam, công nhận cây di sản là một hoạt động nhằm bảo tồn tại chỗ đa dạng loài cây và danh thực vật, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thực hiện thông qua việc khảo sát các cây cổ thụ lâu năm tại nhiều địa phương. Tại Thừa Thiên Huế, từ năm 2010 đến nay, đã có 3 cây được công nhận là cây di sản, bao gồm cây thị trên 300 tuổi ở Thủy Xuân, cây thị hơn 500 tuổi ở Làng Cổ Phước Tích và cây đa đá bạc ở huyện Phú Lộc. Vào đầu năm 2024 này, cây bàng cổ thụ tại trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Lộc trở thành cây thứ tư đứng trong danh mục này. Cụ Nguyễn Thị Hương, năm nay 98 tuổi. Theo ký ức của cụ bà sống gần một thế kỷ này, khi còn nhỏ, bà đã thấy và vui chơi dưới gốc cây bàng này mà không biết nó tồn tại ở đó từ bao giờ. Chỉ biết rằng cây bàng như một chứng nhân lịch sử đã đi theo cuộc sống của người dân nơi đây từ bao đời. Là cái cây bàng này là mẹ lớn lên đây là đã 2 tầng rồi, lên 2 tầng xung quanh rồi. Đoạn là mẹ lớn lên là 100 năm rồi. Bây giờ đã 2 lớp rồi, 2 tầng lớp rồi xung quanh đó, xây rồi, đẹp rồi. Mẹ mong muốn là dân được bảo vệ để cho học trò đây mặc, chứ đây trường học thân đô này, con em học. Nơi cây bàng cổ thụ mọc lên từ chỗ là vùng đất trống, nay đã trở thành khuôn viên của trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Lộc. Hình ảnh mái trường với cây bàng cổ thụ trở nên thân thuộc với biết bao thế hệ thầy và trò nơi đây. Nhận thấy được những giá trị đặc biệt của nó, năm 2023, ông Nguyễn Văn Tuân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Lộc đã làm hồ sơ trình Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Qua nhiều đợt khảo sát, cây bàng cổ thụ này đã được chính thức công nhận là cây di sản Việt Nam. Cây có đường kính 1,4m, chu vi thân 4,49m, có hệ thống rễ to, dài, chạy nổi trên mặt đất. Thì hiện tại nhà trường thì thông qua cái buổi châu cơ hàng tuần, thì nhà trường cũng đã là yêu cầu học sinh là thông qua các cái kênh, đặc biệt là mạng xã hội, rồi là qua Google để tìm hiểu về cái cây di sản. Đó, là khi mà tìm hiểu thì để các em biết được là khi mà đã cái bàn của trường đã trở thành cây di sản thì chúng ta nên làm gì để mà bảo vệ và tôn vinh nó. Từ khi năm lớp 6 em là cái ấn tượng đầu tiên của em là cây bàng. Em cũng thắc mắc là không biết vì cây bàng này to như nữa, không biết là trồng khi mô. Và em cũng đã hỏi mọi người xung quanh thì họ nói là trồng từ lâu lắm rồi, cũng phải hơn 100 năm rồi. Một cái chứng nhân lịch sử của rất nhiều cái thời từ thời Pháp thuộc đến giờ. Và em nghĩ rằng là sau khi được chứng nhận thì các bạn sẽ cùng chung tay bảo vệ cây bàng để cùng phát huy những cái truyền thống cũng như là những cái văn hóa lịch sử tốt đẹp của người Việt Nam. Từ năm 2010 đến nay, hàng ngàn cây cổ thụ trong cả nước đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận, vinh danh là cây di sản Việt Nam. Cây di sản không đơn thuần là những cây cổ thụ, mà còn là những nhân chứng lịch sử, văn hóa của đất nước, của dân tộc. Với trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Lộc, việc cây bàng được công nhận là cây di sản cũng sẽ là niềm tự hào, động lực để thầy và trò cùng nhau chung tay bảo vệ, gìn giữ, để nhiều thế hệ sau nữa vẫn sẽ được học tập, vui chơi dưới tán cây đặc biệt này.